nhận định Euro 2020, tuyển Anh vs Đức 23 giờ ngày 29 tháng 6, cơ hội tốt cho Tam Sư. Vui lòng đăng ký kênh để xem những trận cầu mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã đăng ký và xem. Tuyển Anh gặp tuyển Đức tại sân Wembley vào đêm nay trong cuộc đọ sức hứa hẹn là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của vòng chung kết Euro 2020. Trường mới nhất của một trong những cuộc đại chiến của bóng đá quốc tế sẽ diễn ra trên sân Wembley. Giống như cách đây 25 năm khi cú sút không thành công trên chấm 11 m của sao Sargès đã giúp Đức vượt qua Anh trong loạt đấu súng cân não tại Euro 96, sự chặt chẽ có thể xảy ra một lần nữa khi Tam sư chỉ ghi được hai bàn thắng ở vòng bảng trong lúc Manchamp chỉ tạo ra được một màn trình diễn mãn nhãn trước Bồ đào nha. Đội hình dự kiến: Anh 4-2-3-1, Pickford, Walker, Stones, Markwi, Saw Ice, Philip Foden, Mao, Sterling, Đức 3. 4 tháng 3 Noyerginter, Hammers, Radiger Kimmich, Goreska, Kroos, Gosens, Havers, Mueller, Napri. Lịch sử của tuyển Anh trong các trận đá loại trực tiếp với Đức không có chiến thắng nào kể từ năm 1966, được ghi lại đầy đủ. Lịch sử cá nhân của huấn luyện viên ghét cũng vậy, với quả đá 11m đau lòng ở trận bán kết Euro 96. Tuy nhiên, lịch sử này hầu như không có ý nghĩa gì đối với các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên ghét làm giấy lên hy vọng họ có thể ra sân và thi đấu mà không sợ hãi yếu tố phòng ngự chắc chắn và thành tích gần đây trên sân Wembley 13 thắng trên 15 trận khiến họ càng có lý do để tin tưởng. Vì lý do bản quyền nên các bạn xem vi, trực tiếp tại link ở phần mô tả nhé. Nỗi lo của tuyển Anh là Chilwell và Mao. Bộ đôi này đã buộc phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với Jumu, cầu thủ mắc Covid-19 của Scotland. Huấn luyện viên Southgate nói, Đức có rất nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu lớn nên họ là một đội bóng rất thành công. Đó là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi. Về phía Đức, cảm giác chung là Goretzka có thể bổ sung điều gì đó cho đội bóng đã bị thiếu ở trận gặp Hungary. Hy vọng tuyển Đức sẽ có cách tiếp cận không thích rủi ro hơn so với các trận đấu ở vòng bảng của họ. Lưu ý đến tốc độ tăng tốc của anh. Họ cũng đã tập đá 11m trong những ngày gần đây. Hoffman và Claustromm có thể không xuất trận nhưng huấn luyện viên La U vẫn lạc quan. Tất cả hoặc không có gì kể từ đây. Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác với anh khi họ được chơi trên sân nhà và sẽ phải tấn công sẽ cởi mở hơn so với trận gặp Hungary, nhưng chúng tôi phải nhập cuộc tốt. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu chặt chẽ giữa hai trong số các đội mạnh nhất tại Euro 2020. Tuyển Anh có nhiều động lực hơn vào lúc này, nhưng câu hỏi về hệ thống của huấn luyện viên sao và quan điểm chiến thuật vẫn còn đó, đặc biệt là trước những đối thủ có trình độ cao. Như đã nói, tuyển Đức không phải là thế lực như họ từng có, và đây sẽ là cơ hội tốt để tam sư tận dụng hàng thủ thiếu vững chắc của đối thủ. Nhận định Euro 2020, tuyển Anh vs Đức 23 giờ ngày 29 tháng 6, cơ hội tốt cho Tam Sư. Vui lòng đăng ký kênh để xem những trận cầu mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã đăng ký và xem. Tuyển Anh gặp tuyển Đức tại sân Wembley vào đêm nay trong cuộc đọ sức hứa hẹn là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của vòng chung kết Euro 2020. Trường mới nhất của một trong những cuộc đại chiến của bóng đá quốc tế sẽ diễn ra trên sân Wembley. Giống như cách đây 25 năm khi cú sút không thành công trên chấm 11 m của sao Saugest đã giúp Đức vượt qua Anh trong loạt đấu súng cân não tại Euro 96, sự chặt chẽ có thể xảy ra một lần nữa khi Tam sư chỉ ghi được hai bàn thắng ở vòng bảng trong lúc Manchát chỉ tạo ra được một màn trình diễn mãn nhãn trước Bồ Đào Nha. Đội hình dự kiến: Anh 4-2-3-1, Pickford, Walker, Stones, Markwi, Ice, Philip, Foden, Mao, Sterling, Đức ba. 4 tháng 3, Neuer Ginter, Hammers, Radiger Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens, Havertz, Mueller, Gnabry. Lịch sử của tuyển Anh trong các trận đá loại trực tiếp với Đức không có chiến thắng nào kể từ năm 1966, được ghi lại đầy đủ. Lịch sử cá nhân của huấn luyện viên Sao cũng vậy, với quả đá 11 mét đau lòng ở trận bán kết Euro 96. Tuy nhiên, lịch sử này hầu như không có ý nghĩa gì đối với các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Sao làm giấy lên hy vọng họ có thể ra sân và thi đấu mà không sợ hãi. Yếu tố phòng ngự chắc chắn và thành tích gần đây trên sân Wembley 13 thắng trên 15 trận khiến họ càng có lý do để tin tưởng. Vì lý do bản quyền nên các bạn xem vi trực tiếp tại link ở phần mô tả nhé. Nỗi lo của tuyển Anh là Chiu-El và Mao. Bộ đôi này đã buộc phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với Jumu, cầu thủ mắc Covid-19 của Scotland. Huấn luyện viên Southgate nói, Đức có rất nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu lớn nên họ là một đội bóng rất thành công. Đó là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi. Về phía Đức, cảm giác chung là Goretzka có thể bổ sung điều gì đó cho đội bóng đã bị thiếu ở trận gặp Hungary. Hy vọng tuyển Đức sẽ có cách tiếp cận không thích rủi ro hơn so với các trận đấu ở vòng bảng của họ. Lưu ý đến tốc độ tăng tốc của anh. Họ cũng đã tập đá 11m trong những ngày gần đây. Hoffman và Claustromm có thể không xuất trận nhưng huấn luyện viên Lau vẫn lạc quan. Tất cả hoặc không có gì kể từ đây. Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác với anh khi họ được chơi trên sân nhà và sẽ phải tấn công. Sẽ cởi mở hơn so với trận gặp Hungary, nhưng chúng tôi phải nhập cuộc tốt. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu chặt chẽ giữa hai trong số các đội mạnh nhất tại Euro 2020. Tuyển Anh có nhiều động lực hơn vào lúc này, nhưng câu hỏi về hệ thống của huấn luyện viên Southgate và quan điểm chiến thuật vẫn còn đó, đặc biệt là trước những đối thủ có trình độ cao. Như đã nói, tuyển đức không phải là thế lực như họ từng có, và đây sẽ là cơ hội tốt để tam sư tận dụng hàng thủ thiếu vững chắc của đối thủ. Nhận định Euro 2020, tuyển Anh vs Đức 23 giờ ngày 29 tháng 6, cơ hội tốt cho tam sư. Vui lòng đăng ký kênh để xem những trận cầu mới nhất. Xin cảm ơn các bạn đã đăng ký và xem. Tuyển Anh gặp tuyển Đức tại sân Wembley vào đêm nay trong cuộc đọ sức hứa hẹn là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của vòng chung kết Euro 2020. Trường mới nhất của một trong những cuộc đại chiến của bóng đá quốc tế sẽ diễn ra trên sân Wembley, giống như cách đây 25 năm khi cú sút không thành công trên chấm 11m của Southgate đã giúp Đức vượt qua Anh trong loạt đấu súng cân não tại Euro 96. Sự chặt chẽ có thể xảy ra một lần nữa khi Tam Sư chỉ ghi được hai bàn thắng ở vòng bảng trong lúc Manchester chỉ tạo ra được một màn trình diễn mãn nhãn trước Bồ Đào Nha. Đội hình dự kiến Anh 4-2-3-1, Pickford Walker, Stones, Mark White, Saw Ice, Philip Foden, Mao. Stalingrad, Đức 3, 4 tháng 3, Neuer Ginter, Hammers, Radiger Kimmich, Goreska, Gross, Gosens, Havers, Mueller, Gnabry. Lịch sử của tuyển Anh trong các trận đá loại trực tiếp với Đức không có chiến thắng nào kể từ năm 1966, được ghi lại đầy đủ. Lịch sử cá nhân của huấn luyện viên ghét cũng vậy, với quả đá 11m đau lòng ở trận bán kết Euro 96. Tuy nhiên, lịch sử này hầu như không có ý nghĩa gì đối với các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Sarge, làm giấy lên hy vọng họ có thể ra sân và thi đấu mà không sợ hãi. Yếu tố phòng ngự chắc chắn và thành tích gần đây trên sân Wembley 13 thắng trên 15 trận khiến họ càng có lý do để tin tưởng. Vì lý do bản quyền nên các bạn xem vi trực tiếp tại link ở phần mô tả nhé. Nỗi lo của tuyển Anh là Chilwell và Mao. Bộ đôi này đã buộc phải tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với Jumu, cầu thủ mắc Covid-19 của Scotland. Huấn luyện viên Sao Ghét nói, Đức có rất nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu lớn nên họ là một đội bóng rất thành công. Đó là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi. Về phía Đức, cảm giác chung là Goretzka có thể bổ sung điều gì đó cho đội bóng đã bị thiếu ở trận gặp Hungary. Hy vọng tuyển Đức sẽ có cách tiếp cận không thích rủi ro hơn so với các trận đấu ở vòng bảng của họ, lưu ý đến tốc độ tăng tốc của Anh. Họ cũng đã tập đá 11m trong những ngày gần đây. Hoffman và Klasterman có thể không xuất trận nhưng huấn luyện viên La U vẫn lạc quan. Tất cả hoặc không có gì kể từ đây. Đây sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác với anh khi họ được chơi trên sân nhà và sẽ phải tấn công. Sẽ cởi mở hơn so với trận gặp Hungary, nhưng chúng tôi phải nhập cuộc tốt. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu chặt chẽ giữa hai trong số các đội mạnh nhất tại Euro 2020. Tuyển Anh có nhiều động lực hơn vào lúc này, nhưng câu hỏi về hệ thống của huấn luyện viên ghét và quan điểm chiến thuật vẫn còn đó, đặc biệt là trước những đối thủ có trình độ cao. Như đã nói, tuyển đức không phải là thế lực như họ từng có, và đây sẽ là cơ hội tốt để tam sư tận dụng hàng thủ thiếu vững chắc của đối thủ. Nhận định Euro 2020, tuyển Anh versus...